đây là con hẻm ở nhà mình nha. Đi thẳng tới là một đi thẳng ở đây là đường Điện Biên Phủ. Mình nói thiệt với các bạn là bây giờ lúc 6 giờ mình ăn no lắm, bây giờ mình không dám chạy nhiều. Bây giờ là 7 giờ 30 chứ. Một tiếng rưỡi rồi biết mình giờ mình ăn. Bụng mình còn no, mình chạy sợ vì mình mới đau bụng. Mình đi bộ từ từ thôi. Giờ bữa nào mình cảm thấy khỏi ép mình sẽ chạy. Mình đọc báo thì người ta nói là không nên ăn xong chạy bộ bởi vì mà mình khi mình ăn xong á máu trên người mình sẽ dồn vô ở dạ dày. Khi mà mình chạy á thì máu mình sẽ dồn vô các cơ, bởi vậy nó sẽ không có đồng đều á, nên gây bụng mình nó sẽ bị đau. Nên người ta không có khuyên là vậy. Mình chạy một đoạn thử coi như thế nào mọi người. Trước nãy giờ đi bộ không hả? Mình test tính năng chống đun của cái gồm đồ của mình luôn. Để mình đẩy cái cam lên để mình chạy nha. Xây nè mọi người. Để mình ăn bún, mẹ mình làm bún thịt nướng. Giờ mình ở nghe mùi bún thịt nướng luôn mọi người. Mới giờ chạy 100m đã thấy mệt lắm rồi. Đây là một hoạt động công ty mình tổ chức làm ra để cho mọi người ngoài công việc văn phòng ra còn có một cái hoạt động thể thao cho nó khỏe. Vừa đi vừa nói chuyện mệt lắm mọi người. Để một lát mình nghỉ mà xong mình nói chuyện tiếp nha. Mới có 200m thôi là mình thở hổn hển. Cái đầu mà nó đang dồn hiện giờ đang nóng nóng bưng bưng luôn mấy bạn, như máu như nó dồn lên não luôn đó. Không ngờ có người chạy ở một cây 20 cây kinh khủng. Cảm ơn người ơi. Tình là mình đi tay không luôn mọi người, không có mang theo chai nước gì hết. Không có mang theo một cái mình có mang theo chút tiền. Mọi người thấy là mình mang theo chút tiền với lại cái chứng minh nhân dân của mình nè. Mình không mang theo mình mang theo cái điện thoại nữa. Đó không mang theo mà cuối cùng mình mang theo quá trời. Mình mang theo cái điện thoại nè, nãy giờ mình chạy sao mình ghi lại hết nè. Đây là ứng dụng Strava. Đây, nãy giờ là khoảng 1 km. Từ đây tới đây mắt là mình xem trên bản đồ là khoảng 3,3 km. Nhưng mà bây giờ mới 1 km. Mình nghĩ là chắc dài hơn chứ ta. Chắc cái Google bị sai. Đây chưa không bàn trường cao kinh khủng mọi người. Đi từ nhà mình lên lên mắt thì khoảng 3,3, lúc về cũng 3,3 là khoảng 6,6, thôi làm tròn 10 cây đi. Đây là bán xe Vespa Viago
Biagio gì mọi người. Sắp tới ngã tư Hàng Xanh rồi. Giờ mình cảm thấy trong bụng mình nó bắt đầu đau rồi mọi người. Kiểu như sốc đồ ăn đó. Mốt mình sẽ không có ăn trước khi mình chạy rồi. Nhưng mình cứ nghĩ là mình đang không có sức, mình chạy không nổi không? Nhưng mà ra không phải. Rồi sau mình sẽ không có ăn rồi mình chạy liền đâu. Ngày hôm nay chơi ngu rồi mọi người. Tới ngã tư Hàng Xanh nha. Mercedes-Benz nè. Nãy giờ toàn là xe không mọi người. Bán xe hồi mình không có tiền mua xe nữa. Tới ngã tư Hàng Xanh rồi. Chờ đèn đỏ qua đường. Coi chừng giờ không mang đúng rồi mọi người. Trên mắt 81 kìa. Giờ này trước mặt nó gần thôi, ra xa lắm mọi người ơi. Rồi mấy giờ chạy. Đi bộ chạy với mệt mỏi luôn. Chưa có tới mà. Chó mới sao nó sủa vậy. Đây là ngôi trường thân yêu của mình. Mình học ở trường này là khoảng 2-3 năm trước rồi đó. 2 năm trước rồi mình tốt nghiệp khóa 2013. Mình ra trường cũng đâu mà chưa có dịp vô trường lại. Hôm nào sẽ làm một clip vô trường lại cho mọi người. Sắp tới rồi, đang trước mặt cho mọi người. Là cầu khách hội đúng không ta? Mình sẽ lên cái cầu bộ hành khi mình sẽ qua đường bên kia. Không cần băng qua đường ngay xe không mình. Hey, hello weekend nè. Đây là Pier Plaza. Cao quá mọi người. Mình có dọc sơi rồi về nè. Tình là mình sống ở đây ở Bình Thạnh này 20 năm rồi. Lần đầu tiên đây là lần đầu tiên mình đi lên cái cầu bộ hành rồi nè, tắt qua đường Điện Phủ. Đây là lần đầu tiên mình đi luôn mọi người. Không có cái giải đi bộ chạy bộ ở công ty mình tổ chức này, chắc mình chưa không bao giờ đi qua này quá. Đây là đứng từ trên nhìn xuống nè. Hai mấy năm cuộc đời chưa đi qua ngay lần nào. Đây là đầu tiên đi qua. Đi qua đi lại đường này các cầu cá trăm ngàn lần mà mình chưa giờ đi lên đây luôn á. Đây là phía ra quận 2 nè, lên mắt 81 nè. Không biết cái răng ở giữa, bên giữa này là gì ta? Chắc đi xe xuống hoặc đi xe lên nữa ta. Bạn nào biết giải thích cho mình đi. Không có răng ở giữa đi đường nữa. Mình cảm thấy nó dốc ghê lắm, mình trượt chân sắp té luôn á mọi người. Sắp tới rồi, còn vài trăm mét nữa thôi. Cố lên.
7 cây rồi. Chắc từ đây tới đó đúng 3,3 cây thiệt luôn đó mọi người. Trời, Google không sai rồi. Được 30 phút. Thấy không, 30 phút mà. Pace trung bình 11, 15. Không đó mọi người, không, nó sốc lên đó. Nhưng mà không có bỏ cuộc đâu, nó trước mắt mình rồi kìa. Ngoài sức dẻo dai là mình phải có cái lòng quyết tâm. Quyết tâm là không bỏ cuộc á, là sẽ đạt được cái mục đích của mình rồi. Có Toyota này kìa. Sắp tới rồi, còn khoảng 100 mét nữa thôi. Tối hôm qua phải sắp làm được rồi. Cao quá, cái lại tòa nhà cao hiện giờ là cao nhất nước Việt Nam luôn. Tự hào, tự hào là Việt Nam. Đây là tìm tự hào của Việt Nam nói chung và của Vinhome, Vingroup nói riêng, rất là cao luôn á. 81 tầng rồi, cộng thêm cái nhú ở trên thì cả 60 mét nữa. Bây giờ người ta đi chơi đông luôn rồi. Tới rồi. Đây có VinFast này. Hãng xe VinFast mình nghe nói hình như là mới cách đây mấy ngày hình như là có cho chạy thử xe ở đây nè. VinFast có cho tổ chức chạy thử xe. Tới rồi, đây trước mặt mình là Vincom nè. Cái chạm tay đầu tiên vào Vincom. Đây mình chạm tay được vào Vincom rồi nè. Quá đuối. Không có nói được gì hết á. Bây giờ việc đầu tiên của mình nó là đi kiếm nước uống hoặc cấp nước quá. Rồi có bán nước gì nè. Theo mấy lần mình đi đây mình nhớ không là có cái xe bên đây, bên đây nè. Biết giờ còn không? Đi đường đi cũng lâu lắm rồi. Thật có lâu lâu rồi, nó mấy tháng. Vô đồ nó dở một cái là khi nó chiếu vô máy đèn nó bị nhấp nháy mọi người. Không biết sao chứ cái Google 7 này nó dở người ta. Bị nhấp nháy đèn. Trời, sao đi gần hết nguyên vòng rồi Vincom Center mà chưa thấy chỗ bán nước. Nó lộn người ta. Phan đi cho mình để mình quên chứ, mình quên tắt cái này chứ. À, 3,8 cây nè. Thì gần đúng như là trên nói là để mình tắt nha. Rồi. Finish. Xong quãng đường. Đấy, ra thời gian là 42 phút. Mình đi bình thường là mình đi xe máy, mình đây là khoảng
10 phút rồi, 15, 20 phút, 40 phút rồi. Còn đây là xe. Đây là xe VinFast nè mọi người ơi. Xe VinFast mới ra. Qua sông của cây mình mua nước. Sông của cây đây. Mua được chai nước rồi. Chai nào chai nước khoáng mình nó có hương châm, hương cam. Có 100 muối. Đâu, bây giờ đang chân chân đầy mà nãy nói cũng mày biết. Trước khi mình giờ mình sẽ vô tham quan cái landmark này chút xíu cho mọi người. Sẽ đi vô tham quan một xíu. Đi vòng vòng xíu thôi. Mình về.